Xin chào tất cả các em học sinh khối 6 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Ngày hôm nay các em sẽ học chương 5 bài Chạy bền. Chạy bền là gì? Chạy bền trên địa hình tự nhiên thường chạy với tốc độ chậm hoặc trung bình chậm, phối hợp chân tay một cách nhịp nhàng, kết hợp với thở và thả lỏng cơ khớp. Sau khi chạy, không dừng lại đột ngột, không nằm hoặc ngồi, mà cần đi lại kết hợp với thở sâu và thực hiện một số động tác ngoại tỉnh. Vì nếu người tập dừng lại đột ngột rất có hại cho cơ thể, gây đau cơ và có thể bị ngất. Ngày nay, chạy bộ là một trong những loại hình thể thao đơn giản, bởi các em có thể thực hiện được bất cứ khi nào, bất cứ đâu, vào mọi thời gian rảnh. Chạy bền cũng được nghiên cứu và chứng minh giúp mang lại rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe mà không cần tốn nhiều công sức. Lợi ích của việc chạy bền. Chạy bền là một hình thức tập thể dục rất tốt, phù hợp với tất cả mọi người, bởi cách thực hiện vô cùng đơn giản, và đặc biệt chạy bền còn giúp chúng ta có vóc dáng thon gọn, cải thiện sức khỏe và ổn định, kiểm soát trọng lượng của cơ thể khi mà hiện nay vấn đề tăng cân không kiểm soát đang là nỗi lo của nhiều người. Lợi ích thứ nhất là chạy bền giúp cho chúng ta giảm stress, căng thẳng. Chạy bền được chứng minh khoa học là giúp giảm căng thẳng, stress vì việc chạy bền không gây quá nhiều áp lực cho thần kinh, nhưng lại giúp lưu thông mạch máu tuần hoàn. Đặc biệt, chạy bền buổi sáng sẽ giúp bạn cơ thể sản sinh nhiều hormone serotonin, là một chất dẫn truyền thần kinh, làm cơ thể cảm thấy thoải mái, vui vẻ, tránh chứng tự kỷ cũng như căng thẳng. Lợi ích thứ hai mà chạy bền đem đến cho chúng ta là giúp đốt cháy calorie liên tục. Khi các em chạy, toàn bộ cơ thể sẽ chuyển động theo từng bước chạy. Vì thế, không chỉ có bắp chân, đùi tham gia vào việc chạy này, mà cả cơ bụng, tay, cổ cũng tham gia vào quá trình vận động. Nhờ đó tuần hoàn máu tốt hơn, tăng cường trao đổi chất, đốt nhiều calo hơn. Việc cơ thể tiêu thụ calo không chỉ diễn ra trong lúc chạy bền, mà ngay cả thời điểm dài sau khi chạy bền thì cơ thể vẫn luôn đốt calo ở mức nhiều hơn bình thường. Quá trình trao đổi chất. Để tiếp tục phục hồi tốt hơn, luyện tập chạy bền thường xuyên kết hợp với chế độ ăn hợp lý là một phương pháp giảm béo và kiểm soát cân nặng hiệu quả. Lợi ích thứ ba mà chạy bền đem đến cho chúng ta đó là tăng cường sức khỏe. Khi chạy bền, cơ thể sẽ sử dụng một phần chất béo tích tụ làm năng lượng, đồng thời thúc đẩy quá trình tuần hoàn bên trong, khiến cho tim vận động nhiều hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch tốt hơn, tăng cường sức bền, sức đề kháng tổng thể và tuổi thọ. Ngoài tim ra thì còn rất nhiều bộ phận khác được hưởng lợi từ quá trình chạy bền như phổi, thận, não, vân vân. Về phần kỹ thuật chạy bền, kỹ thuật thứ nhất đó là tư thế chạy và khởi động kỹ trước khi chạy. Khi tập một bài tập nào đó thì các em cũng phải lưu ý đến kỹ thuật và tập đúng tư thế. Với chạy bền cũng vậy, dù đơn giản nhưng việc chạy bền cũng cần đúng tư thế, dáng chạy phải khoa học để tránh những chấn thương không đáng có. Trước mỗi buổi chạy bền, các em nên dành 10-15 phút để giãn gân cốt, làm nóng cơ bắp trước khi bắt đầu chạy. Thứ hai đó là tốc độ chạy. Chạy bền thường có tác dụng từ phút thứ 5, thứ 6 trở lên, do đó cần chạy với tốc độ chậm và có kế hoạch nâng dần thời gian, cự ly qua các buổi tập khác nhau một cách rất thận trọng, phù hợp với sức khỏe của bản thân các em. Kỹ thuật thứ ba là chúng ta luôn giữ cho cơ thể đủ nước. Khi chạy bền, cơ thể bị mất rất nhiều nước để duy trì vận động thời gian dài, và các em cần phải bù nước lại liên tục để tránh rơi vào tình trạng cơ thể thiếu nước, mệt mỏi, sức lực bị giảm đi, có thể dẫn đến một số vấn đề như hoa mặt, chóng mặt, thiếu máu não. Việc bổ sung nước nên duy trì liên tục, nhấp từng ngụm nhỏ trong quá trình chạy, tránh uống nhiều nước cùng một lúc có thể gây khó nhiều, sốc bụng, đầy bụng.
Nếu có điều kiện, có thể bổ sung những sản phẩm chứa thêm chất điện giải, bù khoáng sẽ giúp quá trình chạy bền hiệu quả hơn. Bởi trong khi cơ thể đổ mồ hôi và thoát nước thì cũng sẽ mang các khoáng chất ra ngoài theo tuyến mồ hôi. Việc bổ sung các sản phẩm chứa chất điện giải sẽ giúp giảm mệt mỏi cơ thể, đảm bảo quá trình tuần hoàn tốt hơn. Kỹ thuật thứ tư đó là các em hít thở đều khi chạy bền. Việc chạy bền có đạt hiệu quả cao và thực sự bền hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố điều chỉnh cơ thể của bản thân. Bộ môn chạy yêu cầu sự vận động rất nhiều từ đôi chân, do đó tim và phổi sẽ hoạt động với công suất và cường độ cao so với mức bình thường. Việc các em hít thở chậm không phù hợp với nhịp tim có thể làm thiếu máu vận chuyển lên não, gây chóng mặt, hoa mắt, cũng như đối với việc thở quá gấp sẽ không đạt được hiệu quả tốt hơn. Việc duy trì nhịp thở đều tăng dần theo hiệu suất tập luyện đòi hỏi sự cảm nhận của từ người đối với cơ thể. Thông thường các em sẽ hít một hơi thật sâu, giữ hơi lại nửa giây, sau đó thở mạnh và tiếp tục duy trì một nhịp thở đều đặn trong suốt quá trình đưa cơ thể vào trạng thái bền sẽ giúp quá trình vận động đảm bảo tốt hơn. Sau đây là một số hiện tượng có thể xảy ra khi các em chạy bền, nguyên nhân và cách khắc phục. Một số hiện tượng có thể xảy ra khi các em chạy bền. Thứ nhất đó là hiện trạng thở dốc. Thứ hai là đau sốc. Thứ ba là chuột rút. Thứ tư là cực điểm. Và thứ năm là choáng ngất. Sau đây các em sẽ đi vào chi tiết từng hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất là thở dốc. Thở dốc là gì? Là thở nhanh nhưng nông, chủ yếu thở bằng miệng. Có người thở cũng cùng một lúc cả mũi và miệng. Sau khi chạy một vài trăm mét, thậm chí ít hơn, ta thấy hiện tượng tức ngực, khó thở, đánh trống ngực, chân tay thấy khó vận động, không muốn chạy nữa và thở dốc. Hiện tượng trên xảy ra bình thường với mọi người, đó không phải là bệnh lý. Về cách khắc phục, các em cần giảm tốc độ một chút, đồng thời thực hiện động tác hít thở sâu, có nghĩa là các em sẽ hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng khoảng 5 đến 10 lần, là cơ thể vượt qua giai đoạn đó về trạng thái gần bình thường. Hiện tượng thứ hai đó là đau sốc. Đau sốc là hiện tượng đau ở vùng thượng vị. Thượng vị có nghĩa là ở ngay chính thủy của mình, hoặc mạn sườn. Đau sốc có thể xuất hiện khi bắt đầu tập hoặc trong khi chạy, thậm chí có thể sau khi tập. Nguyên nhân gây ra hiện tượng đau sốc có thể là do trình độ tập luyện kém, chưa bao giờ tập hoặc mới bắt đầu tập hay tập còn quá ít, do không biết cách thở khi chạy hoặc do ăn uống quá nhiều sát lúc tập hay do xuất phát chạy quá nhanh. Về cách khắc phục, các em cần chạy chậm lại, hít thở sâu và đặc biệt cần khởi động kỹ trước khi chạy. Kiên trì tập luyện từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến nhanh. Trong quá trình đó, tập cách thở trong khi chạy cho đúng và tuyệt đối không ăn uống nhiều khi chuẩn bị tập chạy. Hiện tượng thứ ba đó là chuột rút. Chuột rút là hiện tượng thường gặp trong tập luyện thể dục thể thao. Do cơ co quá mức không duỗi ra được, chuột rút thường xuất hiện ở các cơ sau cẳng chân, bàn chân và bụng. Cách khắc phục hiện tượng này, các em cần khởi động kỹ và trong khi tập luyện không nên nghỉ giữa các lần tập quá lâu, làm cho cơ thể gần như về trạng thái bình thường rồi mới tập tiếp. Khi bị chuột rút, cần xoa bóp, dây, ấn vào các chỗ chuột rút. Nếu có hiểu biết về huyệt, các em có thể bấm vào các huyệt. Hiện tượng thứ tư đó là cực điểm. Khi chạy đến một lúc nhất định, có thể cảm thấy ngực, khó thở, thở nhanh và nông, vận động khó khăn, muốn bỏ cuộc, đó là hiện tượng cực điểm. Về cách khắc phục hiện tượng này, các em cần quyết tâm không bỏ cuộc và thực hiện một số động tác như chạy chậm một chút, hít thở sâu khoảng 8-10 lần. Có thể vừa chạy chậm vừa dang tay ngang hít thở, hít vào bằng mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng. Sau khi thực hiện các động tác nêu trên sẽ cảm thấy thoải mái hơn, hô hấp gần như trở lại bình thường. Hiện tượng thứ năm đó là choáng ngất.
khi chạy bền, do phải gắn sức kéo dài nên cơ thể các em xảy ra hiện tượng choáng ngất, đặc biệt khi rút về đích và sau khi qua đích. Về cách khắc phục hiện tượng này, sau khi các em chạy về đích, tuyệt đối các em không dừng lại đột ngột, cần giảm dần tốc độ đi hoặc chạy nhẹ nhàng kết hợp với thở sâu và thực hiện một số động tác thả lỏng để cơ thể về trạng thái bình thường. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các em một số động tác hồi tỉnh. Động tác thứ nhất là các em vừa đi vừa dang tay ngang hoặc lên cao, hít vào bằng mũi và sau đó buông tay xuống, thở ra bằng miệng. Động tác thứ hai, đứng hai chân rộng bằng vai hoặc hơn vai, hai tay nắm lấy hai bắp đùi lắc sang hai bên. Động tác thứ ba là các em đi nhún nhảy thả lỏng toàn thân. Động tác thứ tư là các em ngồi xuống, hai chân co, hai tay chống ra sau, thực hiện rung lắc bóp cẳng chân. Các em vừa nghe xong cái kỹ thuật chạy bền, sau đây là phần củng cố bài. Về phần củng cố bài, các em ghi các câu hỏi cô cho vào trong giấy và nộp lại cho cô, làm bài rồi nộp lại cho cô sau khi các em đi học trở lại. Và bài kiểm tra này cô sẽ lấy vào hệ số 1. Câu 1, các em hãy nêu lợi ích của chạy bền. Câu số 2, em hãy kể tên một số hiện tượng xảy ra khi chạy bền. Câu hỏi số 3, em hãy cho biết hiện tượng đau sốc là gì, nguyên nhân và cách khắc phục. Câu hỏi thứ 4, em hãy nêu các động tác hồi tỉnh sau khi chạy bền. Về phần thực hành, cũng giống như các tiết dạy trước, các em thực hiện một số động tác bổ trợ để phục vụ cho việc giảng dạy trở lại ở bài chạy nhanh, bực nhảy và chạy bền. Động tác thứ nhất là các em chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông tại chỗ liên tục. Mỗi động tác các em thực hiện 20 cái trên hai chân, đổi qua động tác khác, thực hiện 3 lần, sau mỗi lần chạy các em nghỉ 1 phút. Động tác thứ hai là tại chỗ đánh tay 3 lần, mỗi lần 20 cái, sau mỗi lần đánh tay các em nghỉ 10 giây. Động tác thứ 3 là bật xa tại chỗ, các em thực hiện với cô 5 lần. Động tác thứ 4, các em chạy đà chậm 3 đến 5 bước, dậm nhảy tiếp đất bằng 2 chân, thực hiện cho cô 3 lần. Và động tác thứ 5 đó là chạy bền trên địa hình tự nhiên, thay thế bằng bài tập nhảy dây trong vòng 1 phút 30 giây. Tuần này các em nâng lên 30 giây, thêm 30 giây nữa. Và các em thực hiện cho cô 2 lần, sau mỗi lần các em sẽ nghỉ cho cô 1 phút hoặc cho đến khi hết mệt các em nhảy lại lần thứ 2. Như vậy là bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết dạy sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt.